Các bạn ơi, bây giờ chúng mình lại đi bắt cá nhá. Đây này các bạn này. Mình tìm thấy có rất là nhiều cá cò, cá thia liêu đấy các bạn này. Có hai con liền nhá. À, hai con cá này rất là đẹp luôn, có thể mang về nuôi làm cảnh được các bạn ạ. Đấy, đây là cá cò các bạn ạ. Ở chỗ mình gọi là cá cò các bạn ạ. Con này có rất là nhiều tên gọi, ví dụ như là cá lia thia đấy các bạn. Ở đẹp phết các bạn nhờ. Các bạn ơi, các bạn thấy con cá chê màu vàng này bơi có khỏe không nào? Nó bơi rất là khỏe luôn nhỉ. Các bạn ơi, cá chê bình thường thì nó có màu đen các bạn ha. Nhưng con này nó đột biến đấy các bạn. Nó có màu vàng ánh kim luôn nhỉ. Đẹp phết các bạn nhỉ. Con này cũng đẹp thế các bạn này. Mình sẽ mang về nuôi làm cảnh nha. Một con ha. Rồi bây giờ chúng mình đi tìm con ếch các bạn ha. Đây này các bạn này. Ở đây mình tìm thấy có một con ếch này các bạn này. Con ếch ộp nhá. Con ếch này xịn lắm các bạn ha. Nó có cái mặt của nó màu xanh kìa. Rất là dễ thương luôn các bạn ha. Các bạn thấy con ếch này có dễ thương không nào? Đẹp phết các bạn ha. Đây này. Anh nó lành lắm các bạn nhỉ. Con này về nuôi làm cảnh hơi bị đẹp luôn ha. Ok các bạn, và bây giờ chúng mình sẽ đi tìm cá tiếp các bạn ha. Let's go bạn ơi, chúng mình đi tìm cá tiếp nào. Xem video đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Đây là những con ốc bu vàng này các bạn này. Hai con liền nhỉ. Đẹp phết, hai con ốc bu vàng liền. Các bạn ơi, đây này, ở đây mình tìm thấy có một con ba ba này các bạn này. Con ba ba này mới gọi là đẹp này các bạn này, siêu vip đây các bạn này. Ba ba thường có màu đen các bạn á, nhưng con này nó, con ba ba này nó có đột biến đấy các bạn, nó thành màu vàng các bạn á, màu vàng nó đẹp phết. Ai cho con ếch nữa này các bạn này. Các bạn ơi, con ếch này nó thấy mình cái nó ngủm vô thùng nước rồi. Ok, nó ngủm rồi các bạn ạ, nó chuồn sang bên này này. Đây này các bạn này. Ok, mình sẽ mang con này mang về nuôi ha. Lại thêm một con ếch nữa các bạn ha. Con này cũng đẹp các bạn. Con ếch này cũng đẹp các bạn, nó rất là khỏe luôn nha. Con ếch nó có cái da trơn trơn đấy các bạn. Đẹp phết nhờ các bạn nhờ, đây này. Mình sẽ mang những con ếch này mang về nuôi các bạn á. Ok các bạn, và bây giờ chúng mình sẽ cho con ếch với con ba ba này vào cái thau màu xanh này nha. Rồi chúng mình đi tìm cá tiếp các bạn á. Mình sẽ đi bắt thật là nhiều những con cá đẹp cho bạn xem. Đây là con rùa này các bạn ấy. Con rùa mai vàng nha. Let's go bạn ơi, chúng mình đi tìm cá tiếp nha. Mình sẽ đi tìm thật là nhiều những con cá vàng cho bạn xem ha. Tình hình là mình phát hiện ra đây có một con cá chép nhá. Đây này, màu cam luôn các bạn ha. Các bạn ơi, ở đây là một con cá chép màu cam các bạn nhá. Đây này, ai chà chà, cái ruộng lúa này hơi bị nhiều cá luôn nha. Đây này các bạn này, con cá chép này là cá chép phụng nha bạn nhá. Có màu cà rốt các bạn ha, màu cam cà rốt các bạn. Đây này, chà chà, đẹp lắm các bạn ha. Đây này, chất chơi khỏi bàn luôn phải không nhá. Hơi bị đẹp luôn ha. Ok các bạn xem video đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Thank you. Ok luôn, rồi. Ok các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một con cá chép màu trắng ngọc trinh luôn này. Ui xui đẹp thế. Màu trắng ngọc trai luôn các bạn ha. Đây này, chả chả rất là đẹp phải không các bạn. Con cá chép này hơi bị đẹp luôn ha. Cá chép mai coi các bạn ha. Ok, lên đường nào. Chúng ta đi tìm cá tiếp bạn ơi. Các bạn ơi, ở cái dòng mương này nhá. Dòng mương này có rất là nhiều cá nhá. Các bạn ơi, ở đây mình tìm thấy một con cá chép koi màu vàng kìa bạn kìa. Ai chả cá koi màu vàng màu cam kìa bạn kìa. Rất là nhiều ốc nữa các bạn nhá. Đây này. Các bạn ơi, đây này, cá chép mắc cạn ở dòng mương này nhá. Ôi, rất là to phải không nhờ. Có màu cam luôn nhá. Rất là đẹp phải không các bạn. Đẹp lắm các bạn nhá. Ba con, bốn con này ha. Vậy là mình đã bắt được bốn con này các bạn nhá. Đây này, tìm thêm một con cá chép koi màu vàng nữa này các bạn này. Con này có màu vàng rất là óng ánh nhá. Màu vàng ánh kim các bạn nhá. Đây này. Không có vây luôn. Cá koi nhá. Đây là cá koi này các bạn này. Đẹp lắm. Rất là đẹp phải không nhờ. Chất chơi khỏi bàn luôn các bạn nhờ. Ok các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ đi bắt ốc nhá. Lấy được nào. Thăm ngàn. Kẹp ngàn thăm ngàn. Ok, thăm ngàn. Các bạn ơi, đây này. Bắt được rất là nhiều ốc các bạn ha. Đây là những con ốc bưu vàng nhá. Ok các bạn, và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cá tiếp các bạn nhá. Lên được nào, ở cái dòng mương này các bạn. Có rất là nhiều cá các bạn nhá. Lên được nào. Ok các bạn, sẽ là nước rất là trong nhá. Tình hình là mình phát hiện ra rồi các bạn nhá. Đây nè. Các bạn ơi, đây nè. Lại thêm một con cá chép koi nữa các bạn ha. Đây nè. Ảo thật đấy. Cá chép đẹp vậy mà bạn bảo ảo á. Đây là cá chép xịn các bạn nhá. Đây nè.
Ừ, cá chép coi xịn luôn nhá. Ừ, đẹp phết các bạn nhờ, đây này. Chất chơi khỏi bàn luôn các bạn nhờ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt con cá chép này nhá. Vậy là chúng ta bắt được 7 con cá chép rồi các bạn hả? Cá chép coi, cá chép màu cá lốt thì màu trắng ngọc trai này, rất là nhiều cá rồi phải không nhờ? Một thau rồi ha. Ừ. Lên đường nào bạn ơi, là chúng ta đi bắt cá tiếp nào. Đường nào, là các bạn ơi, tình hình là mình phát hiện ra đây có một con cá chép màu cam các bạn ạ. Đây là màu củ cà rốt đấy các bạn ơi. Đây này các bạn này, nó đang ở chỗ cái cây khoai mon này các bạn ơi. Ui trời, có một quả trứng ốc bươu vàng nữa kia bạn kia. Ừ, đây này các bạn này. À chà chà. Rất là đẹp phải không nhờ các bạn. À, đẹp lắm các bạn nhá, đây này. Ồ, con cá chép này mình sẽ mang vào mình nuôi nhá. Tình hình là mình đã bắt được 7 8 con rồi các bạn nhỏ, đây này. Rất là đẹp phải không? Ồ, đây này các bạn. Ồ, đẹp phết rồi, 2 4 6 7 con rồi các bạn ạ. Ừ, 7 con rồi nhá. Lên đường nào, chúng ta đi bắt cá tiếp nào bạn ơi. La. Ok các bạn, đi nào, lên đường nào. Dinh 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 la. Đây này các bạn này, tình hình ở đây mình còn tìm thấy có cả một con cua màu đỏ nữa kia bạn kia. Ừ, đây này các bạn này. Con cua với con tôm rồi nhá. Ai chà chà, rất là nhiều những điều thú vị phải không nhờ các bạn. Đây này, một con cá chép màu trắng ngọc trai này, một con cá chép màu trắng ngọc trinh này, một con cá chép màu cam cà rốt này các bạn này. Chất chơi luôn. Các bạn xem video đừng quên bấm một nút like video để ủng hộ mình ra video mỗi ngày nhá. Ấy các bạn, đấy tình hình là chúng ta bắt được rất là nhiều cá đẹp rồi phải không nhờ. Đây thêm một con cá chép màu trắng ngọc trai nữa này các bạn này. Đây là một con cá chép phụng nhá. Ừ, đây này các bạn này. Ồ, con cá này đang bị thương các bạn á. Đây này, ở bụng nó đang bị chợt đây này các bạn này. Ồ, đẹp lắm các bạn nhớ. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến đi đến với con cua nhé các bạn nhớ. Đây con cua có màu đỏ đây các bạn này. À chả, đẹp lắm. Đây này con tôm nữa này các bạn này. Ừ, tôm cua đầy đủ luôn ha. Ừ, đây là các bạn này, con cua này có màu đỏ ha. Chất chơi khỏi bàn luôn các bạn nhỏ. Ok các bạn thấy buổi video của chúng ta ngày hôm nay rất là nhiều điều thú vị và hay ho phải không nhỉ? Con cua này hơi bị đẹp luôn nhá. Đây là con tôm càng xanh nữa kìa bạn kia. Ai chờ, bây giờ mình sẽ bắt con cua và quay cận cảnh hơn cho chúng mình xem con cua như nào nhá. Ừ, đây này các bạn này, còn có rất là nhiều ốc đó. Ừ các bạn ơi, đây này, ốc này cua này các kiểu luôn phải không nhỉ? Ai chờ, con cua này khỏe lắm. Nó rất là khỏe luôn các bạn ha. Ừ, con cua là có 6 cái cẳng với 2 càng các bạn ha. Đây này đấy, đó, tình hình con cua rất khỏe nữa các bạn ha. Ok đó, mình sẽ quay cận cảnh hơn chúng mình xem con cua màu đỏ này nhá. Con cua này rất là hiếm.